em xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan nhá hôm nay là phiên ngày 18 tháng 2 của nhà em ạ thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác những cái giỏ uh, dáng hương tam bảo sắc rồi là được gà tròn lai châu đang nụ các bác nhá hôm nay rất là nhiều những mã đẹp luôn mã to cũng có mã vừa cũng có các bác nhá rồi là kiểu mỡ gà nữa cũng đang hoa rất là nhiều các bác nhá rồi em lên một mã đầu tiên ạ mã uh, dáng hương tam bảo sắc uh, cái mã này của em thì được ghép ở trên một cái uh, cái cái cái, cái um, Dớn dớn vuông, dớn bảng vuông. Đó, mã này là mã 133, 220k. Rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Hàng đã thuần rồi. Cây rất là mướt, cây rất là khỏe luôn. Mã 133, 220k các bác nhá. 133, 220k. Tiếp theo, em lên cho các bác một mã dáng hương cho màu sắc. Tiếp theo, mã này là mã uh, mã này là mã 132 cũng 220k. Mã 132 220k nha các bác nhá. 132, 220k. Rồi, tiếp theo ạ. Một mã đùi gà tròn. Một mã đùi gà tròn, mã này là mã 145. Mã 145. Đó, phiên nào cũng thế, phiên nào em cũng phải nói cho các bác là hoa không phải nghĩ các bác nhá, hoa thì không phải nghĩ luôn. Đó, hoa thì không phải nghĩ luôn, rất là nhiều. À, hoa bây giờ đang uh, chuẩn bị tách ngòng ra rồi nha các bác nhá. Đây nó đang chuẩn bị to tách ngòng ra rồi này các bác này. Đó, mã đùi gà tròn này là mã 145. 280 ạ. Mã 145 280. Mã 145 280 ạ. Đây ạ, mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Đó, rất là nhiều hoa. Mã 145 280 tiếp theo ạ. Mã đùi gà tròn. Mã 146 ạ. 280 các bác nhá, cũng 280. Đây ạ, hoa đây nha các bác nhá. Hoa đây rất là chi chít luôn. Đó. Giò này nhiều hoa cực kỳ luôn nha các bác nhá. Giò này nhiều hoa cực kỳ luôn đây kể cả những cái thân nó những cái thân này nó không 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 nó ra hoa nhưng mà vẫn nó vẫn còn lá này các bác này chứng tỏ cái độ khỏe của cây rất là khỏe nha các bác nhá mã 146 2, 8, 280 ạ mã 146 280 rất là to chậu này rất là to tiếp theo ạ mã đùi gà tròn mã đùi gà tròn mã này là mã 147 các bác nhá mã 147 ạ đây các bác ơi mã 147 nhá Đấy, hoa thì không phải nghĩ luôn. Hoa thì không phải nghĩ luôn các bác nhá. Mã 147 300 000 Mã 147 300 000 Giò này xòe rất là to này các bác này, 300 thôi. Khi mà nó có hoa nó tạo thành một cái bông hoa nó rực rỡ luôn nha các bác nhá. Tại vì là nó cực kỳ nhiều hoa mà mỗi một cái mắt hoa như thế này nó sẽ ra từ 3 cho đến 5 bông các bác ạ. 3 cho đến 5 bông nên là khi mà nó có hoa nó tạo thành một cái giò hoa rất là to luôn các bác nhá. Nên là nhìn rất là đẹp luôn các bác ạ. Bây giờ đang có đang chưa có hoa thì nhìn nó như thế này. Nhưng mà khi có hoa thì mỗi một cái thân này thôi nó sẽ ra một một cái chùm hoa nó to. Nó to nha các bác nhá mà hằng một cái giò này hàng biết bao nhiêu thân nên là tạo thành một cái giò hoa quá rực rỡ luôn các bác nhá. Chỉ có 300 000 thôi chậu này. Mã 147 300 000 ạ. Mã 147 300 000 Chậu này rất là to này các bác này to nhiều hoa nhé. càng chậu to càng nhiều hoa các bác ạ. Mã 147 300 000 Tiếp theo ạ. Em lên cho các bác mã ờ uh, đùi gà tròn trên một cái chậu uh, chậu gỗ to các bác nhá, một chậu gỗ to ạ. À. Một chậu gỗ to nha các bác ơi. Đây. Càng chậu to càng nhiều hoa, các bác ngắm cho em hoa. Các bác ngắm cho em hoa nhá. Đó, một mã rất là to luôn. Đây ạ hoa nó đang tách tách rồi này các bác này. Hoa nó đang tách tách rồi này. Mã này là mã 149, 1 triệu đồng các bác nhá. Mã 149, 1 triệu đồng. Đó. Các bác chỉ ở cần xem cái giá tiền rồi là cái dáng chậu mà các bác muốn chốt thôi chứ còn độ thuần độ thuần với lại hoa các bác không phải nghĩ các bác nhá. Đây ạ, thuần thì quá là lâu rồi. Đây, các bác ngắm cho em bộ dễ nhá. Các bác ngắm cho em bộ dễ nhá. Mã này là mã 149, 1 triệu đồng. ạ. Mã 149 1 triệu đồng cho giò này các bác nhá. Mã 149 1 triệu đồng, quá đẹp luôn. Tiếp theo ạ. Em lên cho cho các bác mã Sơn Thủy Tiên. Mã Sơn Thủy Tiên nhá. Một chậu Sơn Thủy Tiên, chậu này là mã 152 600k. Chậu này rất là to các bác nhá, toàn bộ đều là thân tơ hết ạ. Đó, Sơn Thủy Tiên thì sẽ ra hoa vào khoảng tháng 3 tháng 4 các bác nhá. Mã 152 600. Mã 152 600, đây rất là to luôn này các bác này rất là to luôn nhá. Đó, một chậu nhìn rất là duyên, mã 152600 ạ. Tiếp theo. Mã đùi gà tròn. Đó, vườn em thì đa số là đùi gà tròn nên là phiên bán hàng nào cũng lên cho các bác là rất là nhiều những mã gà tròn. Bây giờ đang hoa rồi, 3 tuần nữa là các bác được chơi hoa rồi các bác nhá. Nên là nhà bác nào mà chưa có thì cứ sưu tầm một hai chậu để chơi nhá. Đó, độ thuần của những cái chậu này của em cũng thuần 2 năm rồi, các bác ngắm cho em cái bộ dễ nhá. Đó, rồi, chậu này cũng rất là nhiều hoa này các bác này, rất là nhiều hoa luôn. Đấy, các bác ngắm cho em nhá. Mã này là mã 137 270 ạ. Mã 137 270k các bác nhá. Mã 137 270k cho chậu này ạ. Đó, chậu này lên rất là đẹp các bác nhá. Rồi, mã 137 270k. Nhiều hoa chi chít luôn các bác ngắm cho em nhá, nhiều hoa. Mã 137 270. Chậu nào cũng rất là nhiều hoa luôn. Tiếp theo ạ. Mã 144 260 ạ. Mã 144 260 hoa đây nha các bác nhá, hoa đây nhá. Hoa đây nhá các bác nhá. Hoa đây nữa này. Nhiều thân hoa lắm. Mã 144 260. Mã 144 260. Mã 144 260 đang nụ. Chi chít rồi các bác ạ. Sưu tầm để chơi. Tiếp theo ạ, em lên cho các bác kèn lai châu nhá. Kèn lai châu nhá. Hôm nay em cũng có hai chậu chia sẻ. Đó, chậu đầu tiên chậu này là chậu mã số 142 chậu này thì cái thân hoa của nó đang uh, dài tầm 50cm sen, 55cm sen đấy ạ đó mắt hoa đang sưng này các bác này mắt hoa của uh, kèn đang sưng đây nha các bác nhá mầm gốc lên được tầm 20cm rồi các ạ. mầm gốc lên 20cm rồi chậu này tiềm lực quá tiềm lực luôn nhá thân hoa dài mầm gốc khỏe mã này là mã 142 280 đấy ạ mã 142 280 thân hoa dài 50 55 sen nha các bác nhá. Mầm gốc lên 20 sen, mã 142 280. Tiếp theo ạ. Tiếp theo ạ, một chậu kèn Lai Châu. Chậu này thì cũng thân hoa tầm 50 55 sen, mầm gốc mầm gốc đây ạ. Đó, mầm gốc đây, mã này là mã 141 300. Mã này thì cái thân hoa của nó rất là mập các bác nhá. Mã này thân hoa rất là mập luôn, mầm gốc thì nó không được như chậu kia nhưng mà thân hoa được cái là nó rất là mập. Đó, mã 141 300.000, còn mầm gốc thì theo thời gian thì nó cũng sẽ dài nó cũng sẽ to như thế nha các bác nhá. Đó, mã 141 300.000. Thân hoa của cái chậu này thì nó rất là 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 là, là, là mập và hoa to như thế này các bác nhá. Hoa đang to như thế này này. Mã 141 300.000 ạ. Tiếp theo ạ em lên cho các bác chậu kiều mỡ gà đó mã 139 chậu kiều mỡ gà này 220k mã 139 220k nhà các bác nha mã 139 220 ạ đó, một chậu kiều mỡ gà trên một cái chậu dốn à, trên một cái chậu nhựa các bác nhá mã 139 220 tiếp theo em lên một mã kèn nguyên bản nhá một mã kèn nguyên bản đang siêu nụ chi chít luôn đang có mấy thân hoa đây các bác ơi một này hai này ba này ba thân hoa nha các bác nhá, ba thân hoa. Đó, mầm gốc cũng đang lên, để đang nhú hết rồi này các bác này. Mầm gốc ở trong này cũng đang nhú hết rồi này. Cũng ba mầm gốc nha các bác nhá. Đó, mã này là mã kèm nguyên bản. Thân hoa này dài tầm 50 cm này, thân hoa này dài 60 cm này. Thân hoa này dài ờ uh, cũng tầm 50 cm nhé, Rồi, mã này nghĩa là ba thân hoa dài hai thân dài 40, một thân dài 50 các bác nhá ba thân hoa luôn chi chít luôn một cái chậu này thì về các bác chơi hoa thì mê ly luôn các bác ạ đang gai mắt hoa rất là nhiều này các bác này gai mắt hoa rất là nhiều mã này là mã 143 750 k mã 143 đây là kèn nguyên bản nha các bác nhá đây là kèn nguyên bản ạ đang rất là nhiều gai nha các bác nhá đang rất là nhiều gai hoa mã 143 750 ạ mã 143 750 k cho khúc kèn nguyên bản này nha các bác nhá đó, về các bác có thể đặt cái khúc này vào trong một cái chậu cũng được về các bác chơi hoa nhá. Đó, mã 143750 Tiếp theo ạ. Một mã kiều mỡ gà trên một cái chậu nhựa tiếp theo. Chậu này nhìn rất là sum xuê, rất là nhiều lá, rất là đẹp nha các bác nhá. Mã này là mã 135 200 000 ạ. Mã 135 200 000 đồng Mã 135 200 000 đồng các bác nhá. Tiếp theo ạ. Một mã kiều chậu to nhá. Chậu này to đấy ạ. Chậu này to nha các bác nhá. Một mã kiểu chậu rất là to. Mã này là mã 140. Chậu này 400 ạ. Mã 140, 400k nha các bác nhá. Mã 140, 400k. Rất là to đẹp luôn. Đó, mã 140, 400k. Mã 140, 400k. Chậu này từ mặt đáy lên đến đỉnh chậu là rơi vào khoảng 60cm các bác nhá. Đó, mã 140, 400k. Chậu kiểu. Toàn bộ đều là thân tơ hết ạ, không có thân giá luôn. 400 000 chậu này thôi ạ. Mã 140 400k. Tiếp theo ạ. Một chậu đùi gà tròn. Trên một cái chậu gỗ to nhá. Chậu này là nguyên một dề của em ạ. Chậu này là nguyên một dề các bác nhá. Các bác cứ so sánh với người em. Người em mặc áo khoác này nó rất là dày, nó cộm lên nó không nó không được uh, nó không được nhỏ đâu nha các bác nhá. Người em không nhỏ đâu nha. Mã này là mã 150 1.200k. triệu 1, 1.200k. triệu Mã này là một dề của em nhá. Một dề không biết là bao nhiêu hoa luôn không biết là bao nhiêu hoa luôn nha các bác nhá không biết là bao nhiêu hoa luôn đó nhiều hoa lắm luôn ạ đây các bác ngắm cho em nhiều hoa dã man luôn mã này là mã 150 1 triệu 200k và các bác ngắm bộ rễ cho em này bộ rễ ở trong 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 phía trong này nhá mã 150 1 triệu 200k mã 150 1 triệu 200k quá to luôn một dề luôn đó, những cái giò một tề như này thì về các bác chơi hoa thì nó sẽ ra hoa đồng loạt của một lúc các bác nhé. Đồng hoạt loạt của một lúc luôn. Đó, mã 150, 1 triệu 200. Tiếp theo ạ. Một cái chậu dáng trụ nhá Một cái chậu dáng trụ. Một cái chậu đùi gà dáng trụ này các bác này. Nhìn rất là to. Mã này là mã 148. Các bác nhá một cái trụ to lắm ạ. 1 triệu 500k. Mã 148, 1 triệu 500k cho chậu này nhé các bác nhé. Mã 148, 1 triệu 500k Hoa thì Đây các bác ơi, hoa thì không phải nghĩ luôn Đó, các bác cứ chốt thôi Còn năm nay được mùa hoa lắm, các bác cứ chốt theo chậu thôi Còn không phải nói nhiều về hoa đâu ạ Đấy, thân nào cũng có hoa hết các bác ơi Thân nào nó cũng gai gai hết lên Đấy Thân nào cũng gai chi chít chi chít luôn các bác Nên là các bác cứ yên tâm về hoa nhá Mã 148 cái trụ này của em thì cao tầm bảy uh, 70 cm ạ Mã 148 1 triệu 500 k các bác nhé Mã 148 1 triệu 500 Mã 148 1 triệu 500 Quá đẹp, quá to luôn Cái chiều ngang của nó tầm khoảng uh, 1 mét đấy ạ Chiều ngang xòe ra là 1 mét đấy nha các bác nhé Tiếp theo, mã 138 á Mã 138 một mã Đây, hoa đây các bác ơi Hoa đây Đấy, mã này là 260 thôi ạ Hầu như thân nào cũng có hoa hết ạ Đây, các bác ngắm cho em nhé

mã này thì thân rất là rụt này các bác này thân rất là rụt luôn thì các bác ngắm cho em từ từ dưới này lên này đây chậu này rất là đẹp luôn này các bác này thân kiểu cái lá nó tròn tròn nó rụt rụt đi các bác lá nó tròn tròn nó rụt rụt nhìn từ trên xuống nhìn rất là mê nhá mã này là mã 130 280 ạ mã 130 280 đó đây nhìn rất là đẹp luôn các bác nhá mã này nhìn từ trên xuống đẹp lắm các bạn nhìn từ trên xuống cái lá nó thẳng tắp rồi nó đẹp cực kỳ luôn. Mã 130 280 mà nhiều hoa dã man luôn nha các bác nhá. Mã 130 280 ạ. Mã 130 280 các bác nhá. 130 280. Tiếp theo ạ. Mã đùi gà 134 270 ạ. 134 270 nha các bác nhá. 134 270, thân lù này. Thân này khi mà nó thành thân tơ là nó nó mập dã man có hoa là nó còn top lại rồi đấy nha các bác nhá có hoa là nó còn top lại chứ nếu mà để mà chưa có hoa cái thân này nó mập dã man luôn nha các bác nhá nói chung là cái chậu này tiềm lực này đó hoa đây các bác ơi hoa đây nhá mã này là mã 134 270 ạ mã 134 270 các bác nhá mã 134 270 tiếp theo ạ một mã đùi gà mã này là mã 136 280 mã 136 280 Mã 136 280 các bác nhá. Hoa wow, chi chít luôn. Năm nay phải hoa phải sai gấp đôi năm ngoái luôn thôi nhá. Sai gấp đôi năm ngoái luôn nhé. ạ. Sai gấp đôi năm ngoái luôn. Để xem còn chậu nào nữa không. Rồi còn một chậu nữa. Rồi mã 136 280 các bác nhá. Hoa không phải nghĩ luôn. Tiếp theo lên một chậu to nữa. Lên một chậu to nữa đi các bác ơi. Một chậu to này, siêu to khổng lồ luôn này các bác này siêu to khổng lồ luôn nhá hoa thì à, nó đang ra được hai sen rồi các bạn đó dần 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 hoa nó dài ra thì các bác sẽ nhìn thấy rõ hơn nhá nhìn thấy rõ hơn đó mã 151 mã này to dã man luôn màn hình còn không hết luôn nha các bác nhá mã 151 1 triệu 500k mã 151 1 triệu 500k càng chậu to thì càng nhiều hoa nha các bác nhá càng chậu to càng nhiều hoa nhiều những một số nụ thì nó đang được tầm khoảng nửa sen một sen các bác nhá nửa sen một sen đó nhìn trong điện thoại thì nó cũng sẽ không rõ đâu nhưng mà các bác cứ yên tâm là nó nó nắm hoa dã man luôn đó khi nào mà ngồng hoa ra dài thì bắt đầu là mới nhìn thấy rõ hơn đó mã 151 1 triệu 500k ngồng hoa không phải nghĩ các bác nhá các bác cứ chốt theo giò thôi đó theo giá tiền thôi đó mã 151 1 triệu 500 151 1 triệu 500 năm nay được mùa hoa Sai hoa hơn năm ngoái gấp đôi các bác nhá. Mã 151 1 triệu 500 Rồi hôm nay là toàn bộ phiên bán hàng của nhà vườn Linh Tùng ngày hôm nay Ngày 17 à, ngày 18 tháng 2 Các bác mà muốn đặt mã nào Các bác liên hệ với nhà em qua số điện thoại là 0869 899 172 Hoặc kết nối Zalo với em nhé Rồi em xin chào và cảm ơn các bác rất là nhiều ạ